Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 160 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy một chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mời sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ 160 Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Diệp Húc cùng Phượng Yên Nhu thật không biết phải làm sao. Tây Vương Mẫu tháo xuống trước mũ Phượng đang đội trên đầu của mình, lại mang tới Tây Hoàng Công đế quan, phân biệt đội lên đầu bọn hắn, không ngần ngại trước mặt mọi người tuyên bố hai người bọn họ kế thừa ngôi vị của mình. Một người từ Tây Hoàng biến thành Tây Hoàng Công, một người là tiểu công chúa của Thiên Yêu Cung biến thành Tây Vương Mẫu. Đây là sự tình ly kỳ mà từ khi bọn hắn ra đời đến nay chưa từng gặp qua. Cho dù ta có được Nam Thiên Môn, có được Tây Hoàng Bảo Khố, có được Giao Chỉ Thiên Thuyền, lại tu luyện Tây Hoàng Cấm Pháp, thì cũng không thể mới gặp một lần mà đã đem ngôi báu Tây Hoàng Công, Tây Vương Mẫu truyền thụ cho chúng ta được. Trong lòng Diệp Phúc vạn phần hồ nghi, không phải là trời sinh ra tính hắn đã đa nghi, mà là kỳ ngộ trước mắt lần này thực sự rất quái đản, khiến cho người ta có cảm giác giống như trong ảo mộng vậy. Xưa kia, khi Huyền Khung Thượng Cao Ngọc Hoàng Đại Đế trải qua hàng tỷ kiếp, hàng vạn lần chuyển thế, mới tu thành Ngọc Hoàng rồi thành tựu Thiên Đế. Này tuy rằng thiên địa tan biến, nhưng Thiên Đế chưa khiến, không có chuyển thế, trải qua muôn đời hàng tỷ kiếp trở về đến Hoàn Tư Thiên Quốc ta. Tây Vương Mẫu ý vị sâu xa lướt hắn ta một cái, dừng thiên thuyền ở trên không trung thiên cung của Hoa Tư Thiên Quốc, thản nhiên nói: "Bởi vậy, bất cứ một người nào cũng có thể có quan hệ sâu xa rộng lớn với Hoa Tư Thiên Quốc ta. Người tu luyện cấm pháp của Hoa Tư Thiên Quốc ta, điều khiển thiên thuyền của Sao Chỉ Kim Mẫu, lại có Tây Hoàng Bảo Khố, Nam Thiên Môn, nói không chừng ngươi là Thiên Đế chuyển thế, ngươi trở thành Tây Hoàng Công tự nhiên là chính thống rồi." Lục đạo đều tan vỡ, nơi nào đến chuyển thế được đây? Nương nương, ngươi nói quá hư ảo rồi. Diệp Phúc đứng ở đầu thuyền hướng Hoa Tư Thiên Quốc cẩn thận đánh giá, không khỏi động dung. Chỉ thấy Hoa Tư Thiên Quốc rõ ràng là một mảnh thiên cung tiên khuyết. Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu trong lúc thiên địa đại biến đã di chuyển đến đây, đem tất cả thiên cung của mình chuyển cả về đây. Đây chính là thiên cung thật sự, thiên cung chân chính. Nam Thiên Môn, Giao Chỉ, Triều Thánh Lầu, Trảm Tiên Đài, 18 tầng thiên ngục, Ngọc Hư Cung, Đâu Xuất Cung, Thiên Mã Tràng, Bàn Đào Viên, đủ loại cung điện, đủ loại kiến trúc, tất cả lúc này đều tụ tập ở nơi. Bức tràng diện này quả thật quá bao la hùng vĩ, làm cho người ta phải thần động mắt hoa, hoảng hốt như đến thiên đình của tiên nhân viễn cổ. Điều đáng tiếc là thiên cung đã không còn là thiên cung như trước. Hồi ức lớn nhất là Nam Thiên Môn có khả năng phong ấn tam thập tam thiên. Khi cửa lớn mở ra là có thể đem tất cả 33 tầng thiên giới, tất cả đều phong ấn vào trong cửa lớn. Còn đủ các loại bảo vật khác, uy năng cũng cực kỳ cường đại. Nhưng đến nay cũng là thế giới của Vu. Bảo vật của cổ tiên lại đến thế giới của Vu thì không còn bất cứ công dụng gì. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà Tây Hoàng đã luyện chế ra thiên đình, đem mỗi tòa kiến trúc, đem mỗi một ngôi nhà, tất cả luyện chế thành vu bảo, dự tính tái hiện viễn cổ thiên đình trong thế giới thịnh vượng ấy. Chẳng qua dường như bị thúc giục là tư chất của Tây Hoàng thật sự xuất sắc, khiến cho Thanh Đế cảnh giác. Thanh Đế bản thân là người soán vị, đoạt quyền giết Hạo Thiên Đại Đế để chiếm lấy ngôi báu Thiên Đế, đối với các thiên khác cực kỳ kiêng kỵ, bởi vậy đã ra tay gạt bỏ Tây Hoàng. "Nương nương, nếu có Tây Hoàng Mẫu thì cũng sẽ có Tây Hoàng Công thôi. Thánh Hoàng kia tu vi thần thông quảng đại, há có thể không có con? Cho dù không có con, trong Hoa Tư Thiên Quốc cũng không thiếu người mang huyết thống Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu. Vì sao mà nương nương lại phải chọn một người bên ngoài vậy?" Diệp Húc liếc mắt nhìn xung quanh tiếp tục nói: "Nếu nương nương không muốn nói, tại hạ thân là vi nhiệm Tây Hoàng Công, kính xin nương nương dẫn tiến tiền nhiệm Tây Hoàng Công để tự ta hỏi y vậy." "Tây Hoàng Công sao?" Tây Vương Mẫu nghe đến từ này, sắc mặt đột nhiên phát lạnh, đi xuống Giao Chỉ Thiên Thuyền, lạnh lùng mà nói: "Bệ hạ,
ngươi hỏi nhiều quá rồi đấy. Chấm còn có việc, phiền bệ hạ và về hậu cung. Đợi đến ngày khác chấm sẽ làm thỏa đáng sự tình, sẽ tự mình chủ trì đăng cơ đại điển, mời bệ hạ và Tây Vương mẫu đăng cơ. Diệp Phúc bất đắc dĩ cao giọng nói, hay là lúc này bệ hạ muốn đem Diệp Phúc và đám người nhốt vào hay sao? Tây Vương mẫu nghe vậy quay đầu lại cười nói, làm sao có thể như vậy, bệ hạ cùng nương nương đăng cơ, sau khi ta thoái vị, tương lai các người là người đứng đầu Hoa Tư Thiên Quốc, quân luân thế giới, địa vị cao cả, còn ở trên cả chấm kìa, chấm sao dám nhốt các người. Trên Hoa Tư Thiên Quốc cùng quân luân thế giới này, bất kỳ địa phương nào bệ hạ cũng có thể đi được, chẳng qua là giao chỉ thiên thuyền này không có hỗn thiên nghi, dễ dàng sẽ bị lạc phương hướng ở nơi vô cực, cho nên tốt nhất là tạm thời không nên dùng đến. Chậm trước hết thay bệ hạ và nương nương giữ lại, đợi sau khi sửa chữa thiên thuyền xong sẽ giao lại cho hai người sử dụng. Diệp Phúc khẽ nhíu mày thầm than một tiếng, ý này của Tây Vương mẫu hiển nhiên là đem giao chỉ thiên thuyền lấy đi, không cho bọn họ có cơ hội chạy ra khỏi quân luân tiên giới. Một khi đã như vậy, xin nương nương cứ tự nhiên, chậm muốn về hậu cung nghỉ ngơi trước vậy. Diệp Phúc cười ha hả, nắm tay Phượng Yên Nhu đi xuống khỏi thiên thuyền, nghênh ngang hướng Lăng Tiêu bảo điện mà đi. Hắn cười nói, chậm vẫn chưa từng làm hoàng đế, hôm nay có thể làm thử một lần. Tây Vương mẫu hơi hơi mỉm cười, vẫy vẫy tay cười nói, Thanh Nhi, ngươi mang theo một số người, cẩn thận hầu hạ bệ hạ cùng với nương nương. Ở trên một chiến thuyền khác, một nữ tử áo xanh lên tiếng trả lời, tuân lệnh, rồi lập tức mang theo mấy trăm thiếu nữ đi theo phía sau Diệp Phúc. Diệp Phúc không khỏi lo lắng, những lời nói của Tây Vương mẫu tuy rằng rất tốt đẹp, nhưng suy cho cùng thì vẫn không thể yên tâm, phải tới gần này nữ giám thị là sợ rằng hắn có thủ đoạn chạy khỏi thế giới quân luân. Sư huynh, muội từng nghe qua những chuyện cướp cô dâu, đoạt bảo vật, xoán ngôi vị, còn đây là lần đầu tiên muội thấy có người cam tâm tình nguyện đem ngôi vị hoàng đế mà nhường đi, buộc người khác phải kế vị xưng đế kìa. Bên trong hậu cung thiên đình, Diệp Phúc lười biếng nằm dài trên giường, vài ả nữ áo xanh cầm hoa làm bình phong đứng bên cạnh hầu hạ rất là thích ý. Phượng Yên Nhu thấp giọng nói, muội cảm thấy việc này rất cổ quái. Đương nhiên là rất cổ quái rồi, nhưng Tây Vương mẫu đã lấy đi giao chỉ thiên thuyền, giờ chúng ta có muốn chạy cũng không chạy được. Diệp Phúc xê dịch nằm lui vào trong, vỗ vỗ vào giường ý bảo Phượng Yên Nhu cùng nằm lên. Hắn cười nói, tuy nhiên ở trong này làm hoàng đế mùi vị cũng không tồi. Sư muội, ta là Tây Hoàng Công, muội là Tây Vương mẫu, muội đừng có ngại, cứ thử một chút mùi vị Tây Vương mẫu này để xem. Sắc mặt của Phượng Yên Nhu đỏ dần lên, nhìn lên giường mây rồi lại nhìn các nữ áo xanh bên cạnh, phát hiện cả Già La Minh Tôn và Hạo Thiên Khuyển cũng đang ở cùng hai bên phải trái, cho nên trước sau cũng không đủ can đảm mà trèo lên trên giường mây. Da mặt của nàng vốn rất mỏng, nếu đổi lại là Ma La Dư chỉ sợ rằng chưa gọi thì ả đã nhảy lên giường rồi. Thống trị một cái thế giới, đây là một vinh hạnh đến mức nào, không biết bao nhiêu vua hoàng chỉ sợ đều muốn người chết ta sống. Tây Vương mẫu nóng lòng lựa chọn người kế thừa, mặc dù nàng không có con nhưng Hoa Tư Thiên Quốc cao thủ rất nhiều, vì sao bà ta không lựa chọn cao thủ trong Hoa Tư Thiên Quốc đây? Già La Minh Tôn trầm giọng nói, cho dù chủ công và tiên hoàng của thế giới quân luân có quan hệ rất sâu xa cũng không thể vừa mới gặp mặt liền truyền ngôi cho chủ công chứ, chẳng lẽ là trở thành Tây Hoàng Công và Tây Vương mẫu có rất nhiều nguy hiểm hay sao? Diệp Phúc lộ ra vẻ suy tư, là một thánh hoàng cường đại như bậc Tây Vương mẫu này, trên 3.000 thế giới có người nào có thể uy hiếp được bà ta đây? Có thể nói là rất ít, hay là có thể nói là không có, vậy thì có gì mà nguy hiểm đây? Điều làm cho hắn tò mò đó là đã có Tây Vương mẫu thì phải có Tây Hoàng Công, mà Tây Vương mẫu này đối với Tây Hoàng Công kiêng kỵ thật sâu, ngay cả nói cũng không muốn nhắc tới, đây hẳn là có điều gì cổ quái. Tuy nhiên trong chuyện này có điều gì đó không rõ ràng, Diệp Phúc cũng không thể biết được. Bọn người nữ tử áo xanh hầu hạ bọn họ đều là người ở bên cạnh Tây Vương mẫu, nên không có hy vọng gì tìm được bí mật của bọn họ. Tâm tư của thánh hoàng thì chúng ta không thể đo lường được, thôi cứ xem như mọi việc đều yên ổn, mặc kệ bà ấy có tính toán gì thì chúng ta cứ lấy bất biến mà ứng vạn biến vậy. Diệp Phúc cũng có chút bất đắc dĩ, ở trước mặt thánh hoàng hắn từng rằng biến chỉ sợ rằng cũng không biến được ra cái gì cả. Thanh Nhi cô nương, không biết nơi đây có cái nơi nào tương đối rộng rãi mà bằng phẳng hay không? Diệp Phúc từ trên giường mây ngồi dậy cười hỏi, chấm sắp kế vị đương nhiên muốn tu luyện một phen, nếu không khi lên ngôi chỉ sợ kẻ dưới không phục tùng. À cầm đầu các thiếu nữ áo xanh cười hỏi, bệ hạ, không biết bệ hạ muốn một nơi rộng rãi như thế nào? Một nơi thấp chu vi khoảng vạn dặm, Diệp Phúc thản nhiên nói. À nữ áo xanh kia hoảng sợ
lùi lại một bước thất thanh nói: nơi tu luyện một tấc vuông là đủ, bệ hạ tu luyện công pháp gì mà lại muốn chu vi một vạn dặm vậy? Diệp Húc khừ lại một tiếng, không vui mà nói: trẫm sắp kế vị đăng cơ, chẳng lẽ những việc trẫm muốn làm lại phải bẩm báo với ngươi hay sao? À, thị nữ áo xanh kia thè lưỡi, thế nhưng cũng không có vẻ sợ hãi, cười nói: trong thiên cung ta, thiên mã chẳng là nơi rất rộng, rộng tới mấy trăm vạn dặm, có thể làm nơi để cho bệ hạ tu luyện, xin mời bệ hạ theo thần. Nàng dẫn Diệp Húc và đám người đi tới thiên mã tràng. Diệp Húc phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy ở đây rộng lớn bát ngát, quả nhiên rộng tới trăm vạn dặm. Ở đây đừng nói thiên mã, mà ở đây có thể nuôi rồng, nuôi thùng lường, nuôi viễn cổ cự thú đều có thể được, không phải nói đùa. Nương nương, muội tới giúp ta bố trí cấm chế nào. Diệp Húc tế lên ngọc lâu, lấy ra một mảnh dài bậc 9 thuần dương linh mạch, cười nói: chậm muốn nhờ áp lực cấm chế của muội giúp chính mình đánh sâu vào trong nhân hoàng cảnh giới. Phượng Yên Nhu nghe hắn gọi mình là nương nương, khuôn mặt lại đỏ hồng lên, mắt như nước cổ thu, ngấn lệ lưng tròng, rất cảm động, cười nói: không biết là bệ hạ muốn loại cấm chế dạng nào? Chậm muốn mời nương nương bày ra 99 đạo hư không cấm chế, đại cấm. Trong ngọc lâu của Diệp Húc, thuần dương linh mạch bậc 9 chảy ra càng ngày càng nhiều. Khi đã đạt tới 99 đường, hắn mới cười nói: chỉ có hư không đại cấm mới có thể cho ta áp lực để cho ta đột phá được. Phượng Yên Nhu cả kinh, 99 đạo hư không đại cấm chính là một trong những cấm chế nguy hiểm nhất đương thời, sát khí vô cùng. Thang Hoàng Lăng bày ra đạo cấm chế này, thủ hộ Hoàng Lăng tới mấy chục vạn năm cũng không từng bị người công phá. Khi con đường thông thiên mở ra, đã có nhiều thánh chủ cầm trong tay cấm bảo đến đây, vẫn bị nhốt ở trong cấm chế. Vẫn là yêu chủ khám phá ra cấm chế, dẫn dắt bọn họ tiến vào trong Thang Hoàng Lăng. Lúc trước Phượng Yên Nhu dựa vào chỉ dẫn của yêu chủ đã dễ dàng tiến vào trong Hoàng Lăng, nếu không nàng khẳng định phải tiêu tốn thời gian mới có thể vượt qua được. Lợi dụng 99 đường thuần dương linh mạch bày ra đạo đại cấm này, đối với nàng mà nói cũng không phải là khó khăn. 99 đạo thuần dương linh mạch thực bị nàng đánh vào trong đại địa thiên mã tràng, chỉ thấy đại địa chấn động, từng đường long mạch liền hở ra. Nàng tế khởi hà đồ, từng đạo trận vân không ngừng hạ xuống, dung nhập vào bên trong long mạch, biến mất không thấy gì nữa. 99 đạo hư không đại cấm đối với nàng mà nói cũng không có gì là khó khăn, nhưng lại rất là phiền toái. Phượng Nghi Nhu đã hao tốn rất nhiều thời gian, khó khăn lắm mới có thể hoàn thiện được cấm chế này. Nữ tử áo xanh kia ngơ ngác nhìn, chỉ thấy trước mặt thiên mã tràng đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy 99 đường long mạch cao tới vạn dặm, trong hư không sát khí không ngừng, càng đi sâu vào bên trong sát khí càng nồng đậm hơn. Không nói nhân hoàng, ngay cả cấp bậc vu hoàng nếu không mang theo cấm bảo mà nói, chỉ sợ đều khó mà chống lại, chỉ sợ cũng bị cấm chế oanh sát. Vị nương nương này thật là lợi hại, nếu cho nàng ta đủ vật liệu và thời gian, chỉ sợ nàng ta thậm chí có thể làm ra một cái đại cấm có thể diệt sạch được cả vu hoàng, nếu như vu hoàng đi vào đại cấm chế này. 99 đạo hư không đại cấm, mặc dù cấm chế rất nhiều, rất phức tạp, nhưng vì mấu chốt vẫn là thuần dương linh mạch bậc 9, cần phải có được 99 đầu linh mạch như thế mới có thể bố trí hạ hư không đại cấm. Làm cho thanh nghi nữ gia một mặt thêm kinh dị là vị tân tây hoàng công này tài phú kinh người, thuận tay xuất ra 99 đầu, ngay cả chân mày cũng không có chút cử động. Chẳng lẽ nương nương nói đúng hay sao? Hắn thật là tiên đế chuyển thế vạn lần, trải qua triệu kiếp nhiều lần, cuối cùng về tới Hoa Tư Thiên Quốc ta hay sao? Diệp Húc bước đi vào bên trong hư không đại cấm, tức khắc kích động đạo đại cấm này. Chỉ thấy trong hư không một tiếng rồng ngâm, cự long màu vàng từ phía trên vòng trời thò đầu ra, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ vuốt chụp tới hướng Diệp Húc. Hư không đại cấm càng qua một đạo thì càng nguy hiểm. Đạo thứ nhất chỉ là một con kim long cấp nhân hoàng, đạo thứ hai đó là hai con, về sau là 99 con. Hơn nữa, kim long này giết cũng như không giết, đã chết một con sẽ mọc lại một con khác. Tiến vào bên trong đại cấm, tương đương với phải đối mặt với thế công liên tục, lâu dài, không ngừng nghỉ. Con kim long này một chảo bắt được, bóp mạnh một cái, chỉ nghe âm hưởng bành bạch vang lên. Nó thế nhưng không thể bị bóp nát Diệp Húc được, ngược lại bị sức mạnh phát ra của mình banh vỡ. Kim long gầm lên giận dữ, há mồm ló đầu, cắn về hướng Diệp Húc. Một miếng liền cắn trúng thân của Diệp Húc, lập tức mồm to, kêu đau không ngớt. Hàm răng của nó cắn lên trên người của Diệp Húc, dĩ nhiên toàn bộ bị cắt đoạn, căn bản không thể làm tổn thương Diệp Húc chút nào. Thân thể cường tráng, khỏe mạnh như thế sao? Ánh mắt của cô gái áo xanh kia đăm đăm, ngơ ngác nhìn Diệp Húc. Diệp Húc không có tế bất kỳ vu bảo nào, cũng không có thi triển vu pháp gì, chính là dựa vào thân thể, cơ thể của mình để chống lại công kích của con kim long này. Thân thể của hắn mạnh, thực sự rất khác thường. Diệp Húc một đường xông lên phía trước,
khơi ra từng đạo đại cấm. Kim Long rất nhiều bay ra, quay cao thấp tung bay chung quanh hắn, giết không ngừng. Số lượng của hư không đại cấm bị khơi ra lên đạt tới nhiều hơn 73 đạo. 73 con Kim Long đồng loạt ra tay, vạn dặm hư không gần như toàn bộ tan vỡ băng hoại. 73 con rồng tìm tới hội tụ cùng một chỗ, cùng nhau đặt trên đỉnh đầu của Diệp Húc, cố định hắn lại, làm cho hắn không có cách nào mà động đậy. Vô số đạo công kích trong nháy mắt rơi xuống trên người của Diệp Húc. Kim Long đó có thể so với tồn tại của Nhân Hoàng, sinh sôi không ngừng, không thể phai mờ. Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi có thể phát ra mấy vạn đạo công kích. Một kích toàn lực của mấy vạn đạo Nhân Hoàng trong nháy mắt đang cùng rơi xuống Diệp Húc, năng lượng tích lũy chồng lên, lực và độ công kích mạnh, thẳng tắp bay lên, tương đương với tăng lên hơn gấp mấy vạn, so với lực độ công kích của Thánh Chủ đều cường hãn hơn không biết bao nhiêu. Loại công kích chồng chất lên này tuyệt đối có thể uy hiếp đến thân thể Diệp Húc, đánh nát thân thể hắn. Hư không đại cấm thực sự không phải đơn giản kích phát ra những đạo công kích có uy năng như của Vô Hoàng như vậy, mà là mỗi lần kích phát đạo thứ nhất cấm chế thì tốc độ công kích, tần suất công kích gấp bội. Cấm chế bị kích phát càng nhiều, tốc độ công kích cùng tần suất của Cự Long là càng ưu việt hơn. Sau ở vào trong công kích cuồng bạo, trong thời gian ngắn liền có vô số đạo công kích hạ xuống, lực lượng thêm vào chồng thêm cùng một chỗ, tốc độ công kích cuối cùng giết hết Thánh Chủ Nhân Hoàng cũng dễ như trở bàn tay. Diệp Húc liên tục kích thích 73 đạo cấm chế, tốc độ công kích của 73 con Kim Long đến cực hạn, khắp nơi đều là tấn công điên cuồng. Bất động thần vương, vù vù. Sau lưng Diệp Húc đột nhiên hiện ra 8 đạo công đức kim lân, triển khai bất động thần vương ấn chống lại công kích của 73 con Cự Long. Bất động thần vương ấn của hắn gần như bị công phá trong cùng một lúc. Bản vương bất diệt chân thân. Một tiếng to rõ hiện ra bản vương bất diệt kim thân, dưới chân trào ra hồng mông thanh liên, thân thể đồng đỏ hoàn mỹ không có khuyết điểm, da thịt giống như đất tốt, lông tơ giống như cỏ cây, cơ bắp giống như sông núi, đường vân giống như địa lý vậy. Hai mắt của hắn phảng phất như những năm tháng sáng trong rực rỡ, cái trán rộng của ngôi sao tinh đấu tinh hà sáng chói, trong tinh không còn lại là thiên đình to lớn hùng vĩ. Hắn đầu đội trời, chân đạp đất, đứng ở trong công kích quần long, sau đầu giơ lên công đức kim lân, phía sau giơ lên lục đạo luân hồi, mọi thứ đều lộ ra đại khí của phong cách cổ xưa. Vô số đạo công kích bao phủ quanh hắn, cho dù là bản vương bất diệt chân thân của Diệp Húc rất mạnh, vô hạn gần đến vô hoàng, nhưng dù sao cũng không phải là vô hoàng, vẫn có khả năng bị đánh bại. Nhưng sáu đạo luân hồi phía sau hắn mọc lên, bóp méo thời không, liền đem vài con Cự Long công kích không rõ ràng cắn nát, cứ thế chống đỡ xuống. Diệp Húc tiếp tục đi thẳng về phía trước, lại kích phát 10 đạo cấm chế. Chỉ cảm thấy uy lực của hư không đại cấm đã muốn đạt tới cực hạn có khả năng thừa nhận của chính mình. Hắn khoanh chân ngồi xuống, toàn thân đắm chìm trong rất nhiều công kích. Hắn thúc giục bàn vương mở thiên kinh, nhìn lên Ngọc Lâu, hấp thụ hồng mông tử khí của Ngọc Lâu tản mắt ra, rèn luyện thân thể, đồng thời hấp thu tiên quang trong phương trận tiên sơn, tăng lên tu vi của mình. Già La Minh Tôn cùng Hạo Thiên Khuyển nhìn với ánh mắt đăm đăm, con phó cầu kia lẩm bẩm nói: "Nhân loại đã không thể ngăn cản chủ công được nữa rồi." Phượng Yên Nhu chớp chớp mắt, đột nhiên thả người bay lên, cũng đi đến bên trong hướng hư không đại cấm, khuấy động cấm chế. Nàng quát tháo một tiếng, hiện ra 33 vị nữ thiên đế cùng nhau ngăn cản hư không đại cấm công kích. Nhưng thực lực tu vi của nàng nếu so với Diệp Húc còn kém cỏi hơn rất nhiều, chỉ có thể kháng trụ 8 đạo cấm chế công kích, liền không thể tiếp tục được nữa. Phượng Yên Nhu ngừng lại chống đỡ cấm chế công kích, lấy ra một cái thuần dương linh mạch bậc 9, cũng an tâm mà tu luyện. Già La Minh Tôn cùng Hạo Thiên Khuyển thấy thế, cùng nhau gào lên một tiếng, thả người nhảy vào bên trong đại cấm, cùng nhau chống lại đại cấm, rèn luyện tu vi. Thân thể bọn họ mạnh mẽ so với Phượng Yên Nhu hơn xa, nhưng cũng chỉ có thể chống lại được hơn 10 đạo cấm chế công kích. Cô gái áo xanh kia chố mắt đứng nhìn, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy người tu luyện liều mạng như vậy. Sau một lúc lâu lắc lắc đầu: "Những người này điên hết cả rồi, điên hết cả rồi." Thời gian mấy ngày trôi qua, khí tức của Diệp Húc so với từ trước lại càng thêm sâu sắc, đột nhiên tản ra bản vương bất diệt chân thân, nhìn lên thiên địa pháp tướng của mình, lấy thiên địa pháp tướng đến nhận công kích của hư không đại cấm. Lại trải qua mấy ngày, bên trong thiên địa pháp tướng của hắn, Ngọc Thụ Nguyên Thần bay ra, Nguyên Thần cũng nhận sự thử thách của hư không đại cấm. Chân linh bất diệt của hắn cũng theo trong cơ thể bay ra, chống lại công kích hư không đại cấm. Hệ thống tu luyện của Tam Bất Diệt Cảnh Đại Vu cùng có 4 loại lớn: 1 là thân thể, 2 là nguyên thần, 3 là thiên địa pháp tướng, 4 là chân linh bất diệt. Trong đó, thân thể phòng ngự mạnh, thiên địa pháp tướng thứ 2, nguyên thần thứ 3, yếu kém đó chính là chân linh bất diệt.
Diệp Phúc đem chân linh bất diệt vào trong công kích của hư không đại cấm, chứng minh hệ thống tu luyện tứ đại của hắn cũng đã lớn mạnh đến mức có thể chống lại bắn phá của cấm bảo thánh chủ tế lên. Cho dù là thánh chủ tế lên cấm bảo trực tiếp đánh lên trên người của hắn, hắn cũng có thể ngang ngạnh mà chống đỡ, mà sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn nào. Hắn tu luyện thành chân linh bất diệt, liền lập tức đứng dậy, tiếp tục đi thẳng về phía trước, lại khuấy động thêm 3 đạo cấm chế. Cấm chế bị hắn khuấy động đã đạt đến con số 86 đạo mới dừng lại, tiếp tục tu luyện. Nếu như hắn khuấy động 99 đạo hư không đại cấm, hơn nữa toàn bộ cấm chế đều hạ xuống, không sử dụng bất cứ vu bảo gì, thì đúng là chỉ sợ nhân loại đã không thể ngăn cản được hắn ta nữa rồi. Sức mạnh tu vi của hắn tuyệt đối đã là vô hạn, gần với cấp bậc của vu hoàng. Cô gái áo xanh thay đổi sắc mặt, chính nàng cũng là nhân hoàng đỉnh phong, tu vi vô cùng thâm hậu, nhưng tự nghĩ tuyệt đối không có cách nào đạt tới cái trình độ kia của Diệp Phúc. Thừa nhận so với Giả La Minh Tôn cùng Hạo Thiên Khuyển, khuấy động thập đạo cấm chế cũng chỉ là nhiều hơn một chút mà thôi, nếu không sẽ bị đại cấm oanh tạc thành mảnh vụn. Nàng hơi hơi do dự một chút, khẽ cắn răng cũng đi vào bên trong hư không đại cấm, tính nhờ vào uy năng của đại cấm rèn luyện mình. Ở nơi xa, phía trên giao chỉ thiên thuyền, Tây Vương Mẫu lấy ra một viên thiên cầu thật lớn, đem viên thiên cầu này dung nhập vào bên trong giao chỉ thiên thuyền. Chỉ thấy thiên cầu và thiên thuyền giao chỉ tương dung, ngay lập tức bên ngoài của khối thiên cầu này xuất hiện từng thế giới, từng cái một, thậm chí ngay cả kiểu thiên thập địa chứa nhiều thế giới, tất cả xuất hiện tại bên trong thiên cầu này. Viên thiên cầu này đó là trung tâm của giao chỉ thiên thuyền, hồn thiên xác định vị trí. Tây Vương Mẫu chỉ ra một ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ thấy bà điểm ở phía trên thần giới thương thiên của thiên giới, tức khắc vô số ngôi sao đập vào mặt, tinh không thần giới mọi thứ đều xuất hiện. Ở phía xa xôi trong tinh không có một cung điện to lớn, giống như thiên cung bình thường, to lớn bao la hùng vĩ, vừa hiện ra bên trong Hỗn Thiên Nghi. Đột nhiên Hỗn Thiên Nghi phát ra một tiếng vang răng rắc thật nhỏ, xuất hiện một đạo liệt ngân, mà toàn bộ thương thiên thần cấp đột nhiên hóa thành một mảnh hỗn độn, theo phía trên Hỗn Thiên Nghi biến mất. Tây Vương Mẫu thét lớn một tiếng, khóe miệng tràn ra một ít máu, tay nhẹ nhẹ nâng lên lau vệt máu đi, lập tức đi ra khỏi thiên thuyền. Lúc này bầu trời đột nhiên u ám, một con mắt vô cùng to lớn xuất hiện ở bên cạnh thiên thuyền, mi mắt chớp động, lại là trong đó một con thanh điểu của Hoa Tư Thiên Quốc hạ xuống, ánh mắt nhìn chăm chú vào Tây Vương Mẫu, người thống trị tối cao của Hoa Tư Thiên Quốc này. Nương nương, người xem chính là hắn, quả thật là không tệ, thành tựu tương lai ắt không thể hạn chế được. Trong miệng con thanh điểu kia phát ra thanh âm dễ nghe của một cô gái trẻ, nhẹ nhàng nói: thực lực và tiềm lực của hắn đều là trên cả lựa chọn, thời gian ta đã quan sát hơn tháng rồi, thực lực tu vi của hắn ta vậy mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lở đất. Người này tương lai không phải vật trong ao nhỏ đâu, sớm hay muộn cũng sẽ thăng tiến ra biển lớn thôi. Tây Vương Mẫu nhìn lại hướng Thiên Mã Trường, chỉ thấy nơi đó sát khí tận trời, chiến đấu không ngừng. Diệp Phúc đã muốn khởi động đạo hư không đại cấm thứ 99. Bà ta gật đầu nói: hắn đích thực là một người trẻ tuổi, thật không tồi. Chấm sau khi chết đi, hắn trở thành Tây Hoàng Công, ắt phải có khả năng thủ hộ sự bình yên cho phần thế giới này. Thế nhưng nương nương, người thật sự muốn đem Hoa Tư Thiên Quốc Côn Luân Tiên Giới giao cho một người ngoài hay sao? Ánh mắt của thanh điểu này lộ ra vẻ không cam lòng, lên tiếng hỏi. Hoa Tư Thiên Quốc Côn Luân Tiên Giới chính là do Ngọc Hoàng và Vương Mẫu tự giải nguyên thần mà hóa thành. Dân cư lưu lại ở trong thần quốc, nếu như hôm nay rơi vào trong tay một ngoại nhân, ít nhiều làm cho lòng người có chút tiếc nuối. Chẳng lẽ không có đường sống vẹn toàn, giữ lại huyết mạch của Tây Hoàng hay sao? Không, thà làm ngọc vỡ, không làm ngõ lành. Trên mặt Tây Vương Mẫu lộ ra vẻ dứt khoát, nhẹ giọng cười nói: người kia nếu như giết sạch tất cả huyết mạch Tây Hoàng ta, chỉ lấy lại chấm một mình, nên nghĩ chấm tuyệt đối sẽ không sống một mình, sẽ không giữ lại huyết mạch cho hắn. Chấm phải cho huyết mạch của hắn tất cả đoạn tuyệt, làm cho hắn cũng nếm thử mùi vị tuyệt tử tuyệt tôn. Cho dù hắn một tay có thể che khuất 3000 thế giới, che khuất cửu thiên thần giới, nhưng chấm sẽ liều mạng cắt đứt huyết mạch Tây Hoàng, cũng không nguyện cúi đầu trước hắn ta đâu. Thanh điểu nghe được từ người và người kia, không khỏi dùng mình, con người hơi chuyển động, lướt mắt nhìn thiên cầu trong giao chỉ thiên thuyền, rồi lại dùng mình nhiều hơn. Tây Vương Mẫu lại tiếp tục khẽ cười nói: người kia cho rằng đã giết sạch huyết mạch của Tây Hoàng ta rồi, lại không nghĩ rằng lại còn tính toán sót một nhánh bên phía thế giới vô hoang. Đợi sau khi hoàng đế đăng cơ, sinh hạ con cái, Tây Hoàng nhất mạch của ta có thể tiếp tục lưu truyền, sớm muộn gì cũng khôi phục lại thời kỳ hưng thịnh từ trước đến nay. Mà hắn lại là đoạn tuyệt, tuyệt tử tuyệt tôn. Hiện tại, chậm muốn đi nơi vô cực kia, tiếp tục thu thập hào quang, để lại sau khi thế giới va chạm vào nhau.
Tây Vương Mẫu khống chế thiên thuyền phóng lên cao thản nhiên nói: "Trẫm tuy rằng hiện tại không làm gì được hắn, thế nhưng thu thập nếu như đủ hào quang, có thể mượn dùng mọi lực lượng của thế giới. Khi hắn ta tự mình buông xuống, trong nháy mắt đó, trẫm sẽ cùng hắn mọi thứ đều hủy diệt, cùng đời sau của hắn cũng hủy diệt luôn. Thanh Điểu, người hãy đợi trẫm hoàn thành hành động vĩ đại kia. Lúc đó phiền ba vị các ngươi phụ tá hoàng đế lặng lẽ đợi Tê Hoàng tương lai sinh ra." Cũng trong lúc đấy, tại ở nơi sâu trong 99 đạo hư không đại cấm, đại cấm này đã hoàn toàn bị người kích động, rơi vào trong trạng thái cuồng bạo đến cực độ. Từ xa nhìn lại, giống như vô số cự long vây quanh thành một cái long cầu trong vòng ngàn dặm, hướng trung tâm long cầu điên cuồng mà phát động công kích. Xưa kia, Hạ Gia Thánh Chủ, Ngọc Chân Đại Sư, Hiên Viên Gia Chủ, Bảo Quang Đại Thiền Sư, hơn 10 vị thánh chủ cùng nhau tiến lên cấm bảo, chống lại cũng không phải là 99 đạo hư không đại cấm. Chỉ có 89 con, nhưng đồng thời bị thương nặng, cùng nhau bị thương, khôi phục một lúc lâu sau mới khỏi hẳn được. Mà lúc này đây, toàn bộ 99 đạo hư không đại cấm bị thôi phát, khuấy động, uy lực cường hãn đến cực điểm, làm cho lòng người phải sợ hãi run rẩy. Loại công kích này mạnh đến đáng sợ, mặc dù không bằng Vua Hoàng, nhưng so với cái loại cấm pháp phân thân của Vua Hoàng kia, cường độ công kích không kém hơn chút nào. Lúc này, nữ tử áo xanh và Phượng Yên Nhu đã rời khỏi hư không đại cấm. Nhìn thấy tình hình kinh khủng của trung tâm hư không đại cấm, nữ tử áo xanh kia không khỏi dùng mình một cái, lẩm bẩm mà nói: "Loại công kích cường độ này ai có thể chống đỡ được đây? Bệ hạ tiến vào trung tâm hư không đại cấm đã có khoảng thời gian hơn 8 tháng rồi, không biết hắn còn có thể chống cự được bao lâu nữa đây?" "Sao? Hơn 8 tháng rồi sao?" Phượng Yên Nhu giật mình trong lòng, ánh mắt nhìn hướng tới chỗ hư không đại cấm. Chỉ thấy Diệp Phúc lúc này chính là đang khoanh chân ngồi ở trung tâm của long cầu, cứ thế chống đỡ rất nhiều cự long công kích, lẩm bẩm mà nói: "Chúng ta vậy mà đã tu luyện hơn 8 tháng rồi đấy." Nữ tử áo xanh cung kính nói: "Nương nương, đâu chỉ có hơn 8 tháng, thời gian trước trước sau sau, nương nương và bệ hạ tu luyện đã 2 năm 3 tháng, xem tình hình này của bệ hạ, chỉ sợ còn phải qua một thời gian nữa mới có thể theo trong cấm chế đi ra được." Nàng mặc dù không sợ Diệp Húc, nhưng lại đối với Phượng Yên Nhu cực kỳ kính trọng. Rõ ràng, ở trong Hoa Tư Thiên Quốc, địa vị của Tây Vương Mẫu nếu so với địa vị của Tây Hoàng Công cao hơn rất nhiều. Nàng cười nói: "Nơi đây Vương Mẫu đến rất nhiều lần, gặp nương nương cùng bệ hạ đang tu luyện, liền không quấy rầy. Vương Mẫu nói, nếu như nương nương và bệ hạ tu luyện xong, liền báo cho bà một tiếng." Phượng Yên Nhu ổ lên một tiếng rồi không hề để ý tới. Nàng đối với Hoa Tư Thiên Quốc, Côn Luân Tiên Giới cũng không có bao nhiêu sự đồng cảm. Chính là Diệp Húc bỗng nhiên làm Tây Hoàng Công, nàng cũng thuận theo lòng người mà làm Tây Vương Mẫu. Nếu như Diệp Húc để Cửu Long Chiêu Dương Quan sang một bên, nàng cũng sẽ không chút do dự mà đặt mũ cửu phượng xuống, sẽ không cần cái vị trí Tây Vương Mẫu này chút nào. Nữ tử áo xanh thấy thế thầm than một tiếng, thầm nghĩ: "Ở Hoa Tư Thiên Quốc ta từ trước đến nay là trọng nữ khinh nam, tuy nói Tây Hoàng Công và Tây Vương Mẫu ngang hàng, thế nhưng nắm giữ thực quyền lại là Tây Vương Mẫu, mà vị Vương Mẫu này của chúng ta có vẻ không quá coi trọng quyền lực thì phải." Tây Vương Mẫu nắm trong tay thế giới hoàn chỉnh, thống trị hàng tỷ vạn dân, thống soái vô số vũ sĩ đại vu, thậm chí là nhân hoàng thánh chủ, bao gồm toàn bộ vu hoàng của thế giới Côn Luân. Đây là vinh dự cao hơn bất kỳ một loại vinh dự nào hay loại phong cảnh nào, có thể nói là quyền làm lệch thiên hạ, không ai có thể sánh bằng. Không biết có bao nhiêu người mơ ước ngồi lên cái ngai vàng này, đạt được cái danh xưng này, nhưng đáng tiếc là vinh quang phong cảnh này cùng quyền thế đó đối với Phượng Yên Nhu mà nói chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao. Tại chỗ sâu trong hư không đại cấm, Diệp Húc giờ đây đã hoàn thành tu luyện với thân thể và thiên địa pháp tướng. Thân thể của hắn hoàn mỹ, không có khuyết điểm, trải qua hư không đại cấm tu luyện và hồng mông tử khí tu dưỡng. Giờ phút này, giống như là hắn chính là sinh linh sinh ra từ trong hồng mông tử khí, sinh ra đã là thần minh, trời sinh hết sức mạnh mẽ, chỉ cần khẽ động là có thể đổi trời, đổi sao, sức mạnh to lớn nghiêng trời lở đất. Giờ đây thân thể của hắn mạnh, tuyệt đối đã vượt qua Tinh Đế và Ứng Tông Đạo, đạt tới độ cao cũng vô pháp sánh bằng hai người bọn họ, thậm chí có thể cùng thân thể Vu Hoàng tranh giành hơn thua. Bàn Vương Thiên Địa pháp tướng của hắn đủ để có thể chống lại được 99 đạo hư không đại cấm oanh kích, không có ý định phát sinh biến hóa cực lớn. Bàn Vương Thiên Địa pháp tướng vốn là cực kỳ to lớn, có thể nói là đội trời đạp đất, thiên địa pháp tướng và thân thể tương dung sẽ hóa thành Bàn Vương Bất Diệt Chân Thân. Mà giờ khắc này, pho tượng thiên địa pháp tướng cũng đang trở nên càng ngày càng nhỏ, càng thêm cô đọng, thêm tinh túy ở trong vô số công kích. Thân hình từng cái cấu tạo rất nhỏ, đều chứa đựng vài chi tiết không rõ, trận vân cấm vân, thậm chí đạo lý đơn giản mà huyền ảo trong thiên địa.
Thiên địa pháp tướng chính là đại vu tu luyện mọi cấm pháp mà tạo thành. Mà tình hình trước mắt Diệp Húc đem cấm pháp cô đọng, cô lọc, làm cho bản vương khai thiên kinh của hắn càng ngày càng gần như là đầy đủ, hướng về phía phân thân thay đổi. Nếu đem thiên địa pháp tướng ngưng tụ thành một đạo phân thân, như vậy đạo phân thân này chính là nhân hoàng phân thân, mà hắn thì hoàn toàn trở thành nhân hoàng. Đối với đại vu các cảnh giới tam bất diệt cảnh, tam tương cảnh mà nói, mọi cấm pháp bọn họ tu luyện cũng không thể gọi là cấm pháp đầy đủ, mà tu luyện tới tam hoàng cảnh trở thành nhân hoàng, những cấm pháp bọn họ tu luyện đã gần như là đầy đủ. Tu luyện tới bước này, mọi cấm pháp của nhân hoàng sẽ hình thành một hệ thống, đủ loại hệ thống vu pháp từ trước sở tu luyện, tâm pháp, trận pháp, ký hiệu, cấm chế phức tạp, hóa thành một chỉnh thể, làm cho nhân hoàng mạnh nhất trước nay chưa từng có. Bởi vậy, chỉ cần bước vào địa giới của nhân hoàng sẽ mạnh hơn rất nhiều lần so với cảnh giới tam bất diệt cảnh, thiên địa pháp tướng bất diệt. Cụ thể, có thể có bao nhiêu lần tu vi tăng trưởng thì lại còn phải xem cấp bậc cấm pháp nhân hoàng tu luyện ra sao. Giữa các nhân hoàng, tu luyện cấm pháp cấp bậc vu hoàng và tu luyện cấm pháp cấp bậc thánh hoàng cũng đã có sự chênh lệch cực lớn. So sánh với thành tựu tu luyện cấm pháp cấp bậc vu tổ lại là cách biệt một trời một vực, còn chưa để kể đến cấm pháp cấp thần vương, đế quân, thậm chí là cấm pháp cấp bậc thiên đế. Bởi vậy, chênh lệch giữa nhân hoàng với nhân hoàng chẳng những không đến gần vô hạn, ngược lại sẽ tăng lên vô hạn. Cùng là nhân hoàng, tu luyện cấm pháp cấp bậc cao có thể dễ dàng giết chết đối thủ được. Không chỉ có như thế, tu thành nhân hoàng đã có thể luyện chế nhân hoàng chi bảo, chỉ cần cho cấm pháp phân thân vào bên trong vu bảo thì mới có thể luyện chế thành công. Bàn vương khai thiên kinh của Diệp Húc tu luyện không chỉ có chứa nhiều cấm pháp của nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, thậm chí cất chứa cấm pháp cấp bậc thần vương cấp, đế quân cấp, thậm chí là thiên đế cấp. Hắn nếu thành tựu nhân hoàng, tu vi của hắn tăng nhanh, tế tất sẽ đạt tới độ cao của nhân hoàng khác mà nhân hoàng khác không theo kịp, có thể nói ngưỡng thành núi cao, dừng lại cũng không quá đáng. Đây là hắn tu thành gần như là một hệ thống đầy đủ, khai sáng ra một cấm pháp gần như đầy đủ. Thành tựu to lớn này người khác không cách nào mà nghĩ ra được. Nhưng áp lực của 99 đạo hư không đại cấm gây ra cho hắn hiển nhiên cũng đã không cách nào mà làm cho thiên địa pháp tướng phân thân hoàn toàn ngưng tụ thành nhân hoàng phân thân. Áp lực của hư không đại cấm đối với pháp tướng của hắn ngày càng nhỏ. Diệp Húc khổ cực tu luyện thật lâu vẫn chưa thể bước qua đạo khảm trời này. Cuối cùng hắn không tiếp tục cô đọng thiên địa pháp tướng nữa, mà là tiến lên nguyên thần, tiếp tục tu luyện nguyên thần. Nếu như đổi lại những người khác, tu thành nhân hoàng nhất định sẽ vui mừng, vui vẻ ủng hộ. Nó không chừng sẽ bỏ không tiếp tục tu luyện nguyên thần. Dù sao đối với nhân hoàng mà nói, tu vi này đã đạt tới cực hạn, có khả năng sánh bằng nhân loại. Lúc nhân hoàng dùng nguyên thần cực nhỏ, nguyên thần tác dụng đối với bọn hắn đã không phải là rất lớn. Nhưng Diệp Húc kể từ khi ý thức được chỗ tu luyện của mình không đủ, sẽ không buông tay bất kỳ một lỗ hổng nào. Mặc dù tác dụng của nguyên thần càng ngày càng cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng sẽ không bỏ cuộc. Nguyên thần của hắn tu luyện trong hư không đại cấm, ngọc thụ càng phát ra ánh sáng long lanh. Nhánh ngọc thụ rễ nhiều vô kể, cắm rễ ở trong hư không, thậm chí dường như có thể xuyên thấu hàng rào thế giới, tiến vào giữa không trung xa xôi. Loại thành tựu này hắn chỉ ở kiến mộc của hoàng triều đại thương và bên trên cái gốc cây ngọc thụ kia trong ngọc lầu nhìn qua. Mặc dù nguyên thần của hắn còn không bằng hai cây thần này, nhưng chỉ cần tiếp tục trưởng thành, nguyên thần của hắn ắt phải có thể xuyên thủng thiên giới, từ bên trong thiên giới hấp thu chất dinh dưỡng, không ngừng trưởng thành lớn mạnh, hóa thành một con quái vật lớn. Trải qua thời gian dài, hắn luôn tất bật ngược xuôi, rất khó có một ngày có được một chút thời gian yên ổn. Bây giờ mặc dù không biết mục đích thực sự của Tây Vương Mẫu là như thế nào, nhưng Tây Vương Mẫu rõ ràng cũng không có ác ý với hắn. Bởi thế Diệp Húc rất quý trọng thời gian này, tăng cường tu luyện, thật đúng là không muốn phí phạm dù chỉ một chút ít thời gian ít ỏi. Hắn lại tốn mất cả một năm, đem tất cả nguyên thần và chân linh bất diệt rèn luyện một lần. Rèn luyện chân linh bất diệt rất là dày dà, thần thức kết tinh bị hư không đại cấm không ngừng nổ nát, chấn động thần thức của hắn, dao động đến tử phủ của hắn. Nếu không phải Diệp Húc tu thân thể trước, chỉ sợ đầu của hắn sẽ gặp một tiếng nổ tung oành, trực tiếp bị chấn nát. May mà thần thức của Diệp Húc cũng tăng trưởng theo thực lực của bản thân, tu vi không ngừng lớn mạnh, dung nhập vào bên trong chân linh bất diệt, dần dần có thể chống đỡ được loại oanh kích trình độ này. Chân linh bất diệt của hắn giờ đây lại lớn thêm mấy tầng, hóa thành ngọc lâu 11 tầng, có thể đủ để chứa thêm nhiều năng lượng khổng lồ. Chủ công vẫn chưa đi ra hay sao? Ở bên ngoài hư không đại cấm, Già Lam Minh Tôn nhìn về phía trung tâm đại cấm nhưng không thấy cái gì cả. Giờ đây tu vi của lão cũng so với trước sau tăng nhiều hơn mấy lần, gần như bước vào giai đoạn giữa của nhân hoàng, thực lực cực kỳ mạnh. Rõ ràng ở bên trong hư không đại cấm lấy được chỗ lợi ích không nhỏ. Chúng ta đến nay đã tu luyện hơn 3 năm rồi, không biết chủ công bây giờ tu vi đến trình độ nào rồi?
Hạo Thiên Khuyển một đường chạy chậm, từ trong hư không đại cấm lao ra, hấp tấp chạy đến bên người mọi người, nhún nhảy lên bả vai của Già Lam Anh Tôn. Thực lực của nó rõ ràng cũng đã xảy ra thay đổi, nghiêng trời lệch đất, nhưng con đường tu luyện của nó lại cùng với đám người Già Lam Anh Tôn có sự khác biệt. Bộ tộc Hạo Thiên Khuyển dựa vào cắn nuốt để tăng cường thực lực. Con phá cầu này ở bên trong hư không đại cấm cắn nuốt mảnh vỡ cấm bảo bán thành phẩm và tinh khí nhân hoàng, trong đó mà nó cần quét được từ kho báu Thánh Ung, lại đem thân thể tiên hoàng của Thánh Ung Hoàng Triều được Diệp Húc đưa cho nuốt vào trong bụng, mượn dùng hư không đại cấm đến luyện hóa. Giờ đây cơ thể của nó mạnh tuyệt đối so với Già Lam Minh Tôn còn muốn thắng hơn được một bậc nửa chủ. Lại tu luyện nữa, đại tôn vương là có thể thử cắn nuốt cấm bảo được rồi. Con phá cầu này vẫn nhớ tới thất tinh hoàn nguyệt đại trận của Hàn Nguyệt Cung, nước bọt liền tràn ra. Phượng Yên Nhu nhìn về phía chỗ sâu trong hư không đại cấm, nàng mặc dù không cần dùng tiên linh khí để tu luyện, nhưng dùng thuần dương linh mạch bậc 9 tu luyện cũng làm cho tốc độ của nàng so với trước đây chậm hơn không bao nhiêu. Bây giờ cũng đã có chiều hướng mơ mơ hồ hồ đột phá đến nhân hoàng cảnh giới. Nắm trong tay hà đồ lại càng thuận buồm suy gió hơn. Bệ hạ còn chưa xuất quan sao? Một thanh âm dịu dàng đột nhiên vang lên, đám người Phượng Yên Nhu vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tây Vương Mẫu dẫn đầu rất nhiều nhân vật cao tầng của Hoa Tư Thiên Quốc chậm rãi đi đến, trong nháy mắt liền tới đến trước người bọn họ. Đã lâu không gặp, vị thánh hoàng của Hoa Tư Thiên Quốc này có vẻ so với trước kia tiểu tụy hơn rất nhiều, quanh người tử khí tràn ngập, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ kiệt hết thọ nguyên. Đã làm phiền nương nương đợi lâu rồi. Phượng Yên Nhu còn chưa kịp nói chuyện, bất thình lình chỉ nghe thanh âm của Diệp Húc từ trong hư không đại cấm truyền đến. Tiếp theo, một biển cuồn cuộn rung động từ bốn phía phát ra. Trong lòng mọi người kinh ngạc, luồng rung động kinh người này kinh khủng như một món cấm bảo đã hoàn toàn sống lại vậy, chấn áp hư không. Bên trong hư không đại cấm, Diệp Húc từ từ đi ra. Rất nhiều con cự long màu vàng bay lên xuống xung quanh người hắn, gần sát người, liền bị hư ảnh của lục đạo luân hồi phía sau hắn quấy cho nát bấy. Hư ảnh của lục đạo luân hồi bên cạnh hắn hình thành một khối không gian thật kỳ lạ, liên tục quấy rối. Cự long đó không ngừng diễn sinh, không ngừng nghiền nát, căn bản không thể tới gần hắn được. Loại thành quả này có thể nói là vạn pháp bất xâm, bất kỳ vu pháp nào đều không có cách nào đánh vào đến bên cạnh của hắn, sẽ biến mất ở trong không gian trùng trùng điệp điệp. Đạt tới loại trình độ này, trong thế giới vu hoang, e rằng chỉ có Ứng Tông Đạo và Tinh Đế có thể gắng gượng áp chế hắn một đầu. Đám thánh chủ khác như là Yêu Chủ, Đông Hoàng Thiên, Quỳnh Tiêu Cung Chủ so với hắn đều thua kém hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả Hạ Gia Thánh Chủ Hạ Ly đã chết kia so với hắn lớn hơn nhiều lần cũng không bằng. Giờ đây hắn đem tất cả nguyên thần thiên địa pháp tướng của mình chứa trong cơ thể, đem toàn bộ sức mạnh tu vi của mình nở rộ, làm cho cảm giác của người ta chính là toàn bộ uy lực cấm pháp hình người phóng ra, ngang ngược cương mãnh không ai bì nổi. Đây vẫn là ở trong tình trạng hắn không dùng bất cứ vu bảo gì, nếu hắn lại khuấy động bảo vật cấm bảo, thế lực so với bây giờ nhất định phải tăng gấp bội. Hắn mấy bước liền đi ra khỏi hư không đại cấm, tòa đại cấm chế này liền bình thường trở lại, mà trên người hắn ta dáng vẻ kiêu ngạo mà không ai bị kịp kia khôi phục lại như thường, vẫn là thiếu niên mặc bộ áo lam nhẹ nhàng đứng ở trước mặt đám người Tây Vương Mẫu. Khuôn mặt Tây Vương Mẫu khẽ động, lướt mắt một cái từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Húc. Nàng lên tiếng nói: tu vi của bệ hạ thật sự là tiến bộ, thật sự là làm cho người ta thật đáng mừng mà. Thời gian 3 năm, tu vi sức mạnh liền làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Dưới cảnh giới vua hoàng, người có thể làm đối thủ được với ngươi e rằng rất hiếm có. Nương nương nói không sai, chấm cũng cho là như vậy. Diệp Húc không chút nào khiêm tốn, hắn lên tiếng nói. Tây Vương Mẫu giờ khóc giờ cười, nhiều cao thủ Hoa Tư Thiên Quốc đi theo bà ta cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được cười. Các từ khen ngợi của bà rất đúng, nếu là lấy tập quán kết giao giữa người với người mà xem, người được tán dương nhất định phải khiêm tốn ân cần một phen. Thật không ngờ Diệp Húc tuyệt đối không tiên khiêm tốn, tự cho rằng thành tựu tu vi của mình là vô cùng hiếm có. Hư không đại cấm này thật sự là không tệ, chỉ cần thêm một chút tế luyện thôi là có thể biến thành một bảo vật không tồi. Ánh mắt của Tây Vương Mẫu hướng về phía hư không đại cấm, đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm truyền đến, chỉ thấy 99 đầu hư không đại cấm kéo toàn bộ long mạch rất xa đột ngột từ mặt đất mọc lên, long mạch càng ngày càng nhỏ rồi rơi vào lòng bàn tay của bà. Bà lấy ra một khối tiên ngọc, tế luyện lên liền hóa thành một ngọc bội, trong ngọc bội chính là 99 con kim long, trông rất sống động. Nhìn sơ sơ qua chỉ thấy ngọc bội này dày đặc không trung lại hóa thành 99 đầu long mạch rất xa xôi, vô số kim long từ trong long mạch bay ra, trong nháy mắt liền đem tất cả hư không đại cấm kích động trở lại.
Cảnh tượng này có thể nói là kinh thiên động địa. Ngọc bội hư không này không cần tiêu hao tu vi có thể thúc dục cấm chế bên trong được. Tuy rằng không phải là cấm bảo nhưng cũng không tồi. Bà đem ngọc bội giao cho Phượng Yên Nhu cười nói: Ngươi từ nay về sau là Tây Vương mẫu của Thiên Quốc Hoa Tư. Ngọc bội này là lễ vật nhỏ, chấm tặng lại cho ngươi. Phượng Yên Nhu trong lòng vui mừng, nhận ngọc bội hư không này rất là thích ý, mang ở bên hông mình. Diệp Húc không khỏi lộ ra vẻ xúc động. Ngọc bội hư không này đâu chỉ là không tồi, quả thực so với cấm bảo còn hữu dụng hơn. Thúc dục cấm bảo cần tiêu hao tu vi rất nhiều, chưa đạt tới tinh đế cấp độ của Ứng Tông Đạo và Diệp Húc này thì đừng hòng phát huy hoàn toàn uy năng của cấm bảo được. Mà ngọc bội hư không lại không cần tiêu hao tu vi gì, có thể liền tế lên, bởi vì trong ngọc bội đã có đầy đủ 99 đạo hư không đại cấm. Chỉ cần kích động một chút là có thể đem toàn bộ uy lực của hư không đại cấm nở rộ, uy lực lớn khó có thể tưởng tượng được. Tuy rằng không bằng cấm bảo khi hoàn toàn sống lại, thế nhưng sức mạnh của nó cũng cực kỳ khả quan, so với sức mạnh của cấm bảo cũng không kém bao nhiêu. Lại nói, Tây Vương Mẫu muốn Diệp Húc cùng Phượng Yên Nhu lên ngôi, trở thành Tây Hoàng Công và Tây Vương Mẫu của Hoa Tư Thiên Quốc, phần nhiều cũng là do ý tốt. Chỉ là cái bánh nhân thịt này thật sự quá lớn, to đến nện trên đầu của Diệp Húc, làm cho hắn đến bây giờ vẫn không thể nào mà tin nổi. Nhưng Tây Vương Mẫu nói, đợi hắn sau khi lên ngôi là có thể khống chế thiên thuyền rời đi, điều này cũng làm cho Diệp Húc thở phào nhẹ nhõm. Vu Hoàng nhân kiếp của Ứng Tông Đạo đã gần tới, cách cực hạn 10 năm với Ma Hoàng chỉ còn lại có thời gian hơn 5 năm. Nhưng lấy ngộ tính của Ứng Tông Đạo thì bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá ở sau trạm kiểm soát trở thành Vu Hoàng. Bởi vậy Diệp Húc cũng không muốn ở Hoa Tư Thiên Quốc trì hoãn nhiều thời gian. Các người cũng sắp đăng cơ, phải đến trước Anh Liệt Điện tế bái liệt tổ liệt tông Hoa Tư Thiên Quốc ta. Tây Vương Mẫu thản nhiên nói. Mặc dù thiên đình do thiên địa tạo thành đã không hề có uy năng chấn áp chư thiên nữa, nhưng phần lớn kiến trúc của tòa thiên đình cổ này vẫn còn đang tồn tại, vẫn giữ đầy đủ y như cũ, mờ mờ có thể nhìn thấy lúc thiên đình thịnh vượng lúc trước. Tất cả là cảnh tượng thịnh vượng, một vạn tiên hướng tới, vạn Phật thăm viếng, tam thập tam thiên giới thuần phục, 18 tầng địa ngục nguyện thề trung thành. Cảnh tượng kia so với thiên triều mà đương kim thiên đế thống trị còn muốn to lớn, đồ sộ hơn rất nhiều. Bọn họ đi vào Anh Liệt Điện của thiên đình viễn cổ, đi vào tòa cung điện cổ kính này. Diệp Húc ngẩng đầu đánh giá cẩn thận, chỉ thấy trong điện Anh Liệt từng bài vị giống như tấm bia gỗ to đứng vững ở trong điện phủ. Trên hai bài vị dẫn đầu viết: Linh vị Huyền Khung Thượng Cao Ngọc Hoàng Đại Đế, Linh vị Thiên Hoàng Giao Chỉ Thánh Mẫu Nương Nương. Ngoài hai vị này ra còn có rất nhiều bài vị của thần tiên thời xa xưa đủ các loại. Mà ở dưới những bài vị này còn lại là các đời hoàng công vương mẫu của Hoa Tư Thiên Quốc. Nhưng làm cho Diệp Húc thực sự chú ý tới, nơi này còn có bài vị của Đại Tây Vương Mẫu đương thời, mà bên cạnh bài vị của bà còn có một bài vị để trống, trên đó vẫn chưa viết tên người, chắc là bài vị của Tây Hoàng Công đương thời. Trừ cái đó ra, làm cho hắn cảm giác được sự kinh khủng là dưới bài vị của Tây Vương Mẫu đương thời. Các bài vị lớn nhỏ lấy con số hàng trăm vạn mà tính, làm cho người ta da đầu run lên. Mấy trăm vạn người, mấy trăm vạn cao thủ tộc Tây Hoàng, tất cả đều tử mạng, tại sao có thể có chuyện này được? Diệp Húc sau khi tế bái các vị liệt sĩ hy sinh này, trong lòng như vẫn khiếp sợ vô cùng, thầm nghĩ: chẳng lẽ bộ tộc Tây Hoàng xảy ra biến cố gì lớn hay sao, làm cho người trong tộc này chết hết cả hay sao, chỉ còn lại một mình Tây Vương Mẫu ư? Làm sao có thể, là người nào có thể gặp phải tức giận của một vị thánh hoàng ra tay diệt tộc này đây? Tây Vương Mẫu từng nói qua, huyết mạch của bộ tộc Tây Hoàng nay chỉ còn lại có mỗi mình bà ta, giờ phút này xem ra thực sự không phải là nói dối. Huyết mạch thần thánh Hoa Tư Thiên Quốc rõ ràng đương nhiên đã xảy ra một hồi biến cố lớn, chết hết chỉ còn lại có Tây Vương Mẫu một mình. Khó trách bà đem ngay vàng Tây Hoàng Công, Tây Vương Mẫu truyền cho người ngoài là Diệp Húc và Phượng Yên Nhu như vậy. Sau khi tế bái liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, Tây Vương Mẫu không nói được một lời, nhìn chằm chằm vào chỗ trống của linh vị, cười hơi hơi lạnh, lập tức phất tay áo đi ra khỏi điện anh linh. Trong lòng Diệp Húc có rất nhiều nghi hoặc, một chút do dự, đang muốn mở miệng, đột nhiên Tây Vương Mẫu thản nhiên nói: đừng hỏi, hỏi sau đi. Trái lại đối với ngươi không có ích gì đâu, sẽ đưa tới cho ngươi tai họa ngập đầu, ai cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Diệp Húc vô cùng buồn bực, thế nhưng bà đã nói như vậy, Diệp Húc cũng đành phải để ở trong lòng. Tây Vương Mẫu nắm tay Phượng Yên Nhu cười nói: 3 ngày sau, ngươi sẽ là Tây Vương Mẫu, chấm còn không biết la lịch của ngươi, ngươi cũng tới từ thế giới Vu Hoang phải không? Phượng Yên Nhu ngoan ngoãn gật đầu. Tây Vương Mẫu vừa cười vừa nói: thế giới Vu Hoang chấm chưa từng đi qua, nhưng nghĩ đến chỗ ngươi sinh ra chắc chắn non xanh nước biếc,
nếu không sao có thể sinh hạ được một người con gái xinh đẹp khéo léo như ngươi được. Bà đối với Phượng Yên Nhu tốt hơn so với Diệp Húc rất nhiều. Cùng Phượng Yên Nhu nói chuyện, cười đùa, hỏi han về Phượng Yên Nhu rất nhiều, về chuyện tình của yêu chủ và tổ tiên của Phượng Yên Nhu. Nàng hỏi xong, liền có vẻ cảm thấy mỹ mãn, rồi lại hỏi sâu qua đôi câu vài lời về tổ tiên của Diệp Húc, ngay lập tức cảm giác không có hứng thú. Hòa Từ Thiên Quốc thật sự là trọng nữ khinh nam, địa vị của Tây Hoàng Công như ta đây không bằng Tây Vương Mẫu. Trong lòng Diệp Húc oán thầm một câu, nghiêm mặt nói: Nương nương, trong lòng chấm có một nghi vấn, muốn thỉnh giáo nương nương. Tây Vương Mẫu gắng gượng làm, cười nói: Bệ hạ cứ nói đừng ngại, chỉ cần không phải dò hỏi chấm, chấm nhất định sẽ nói ra hết không ngại. Diệp Húc tinh thần phấn chấn lên, nói ra trong lòng nghi hoặc của mình. Thế giới vô hoang cùng xuất hiện qua 4 vị thiên đế, thậm chí ngay cả Huyền Thiên Đại Đế cũng xuất thân là ma tộc, cũng từng đã đến vô hoang, thậm chí lưu lại ở nơi đây lâu hơn 500 năm. Không biết đây chỉ là trùng hợp hay có duyên cớ gì vậy? Hắn tiến vào bên trong thái khư, trong lòng vẫn luôn mang theo nghi hoặc này. Thế giới vô hoang hiển nhiên có được số mệnh rất lớn. Thiên đế đời thứ nhất bắt đầu xuất hiện, sau lại có Hạo Thiên, Thanh Đế cùng với Hiên Viên, 3 vị thiên đế luân phiên xuất hiện. 3.000 thế giới, chỉ có thiên đế xuất hiện nhiều nhất là ở thế giới vô hoang như vậy. Các thế giới khác nhiều nhất xuất hiện chỉ có một vị. Đại đa số thế giới, thậm chí ngay cả một vị cũng không có xuất hiện. Không chỉ có như thế, nhóm cường giả như Huyền Thiên Đại Đế này đã ở qua thế giới vô hoang và ở lại 500 năm. Đây thật làm cho người ta cảm thấy tò mò. Thế giới vô hoang đối với Diệp Húc mà nói thực sự không phải là thế giới mạnh nhất bên trong 3.000 thế giới. Thực lực toàn bộ của thế giới vô hoang không bằng thế giới Huyền U, không bằng hàng cổ ma vực, cũng không bằng thế giới chư Phật, thập phương. So với Hoa Tư Thiên Quốc kém cỏi không biết bao nhiêu lần. Các vị thiên đế hoặc là xuất thân ở nơi đó, hoặc là đã đến nơi đó, ở vô hoang nghỉ chân, liền không thể không làm cho người ta cảm giác tò mò. Thì ra bệ hạ nghi hoặc điều này. Tây Vương Mẫu vung tay áo một vòng, làm cho đám người Diệp Húc cùng Phượng Yên Nhu cuộn lên, rơi vào bên trong giao chỉ thiên thuyền. Nàng cười nói: Thế giới vô hoang rất là đặc biệt, một lời không thể nói rõ ràng cho hết được. Chỉ có đi lên thiên thuyền, đi đến vô cực thì bệ hạ sẽ rõ ràng thôi. Giao chỉ thiên thuyền xuyên qua khoảng không vô cực bên ngoài 3.000 thế giới. Tốc độ của chiếc thuyền này ở trong tay Tây Vương Mẫu so với ở trong tay Diệp Húc quả thật không thể đánh đồng. Trong chớp mắt liền vượt qua một thế giới, đi vào không gian của một thế giới khác. Thiên thuyền lái đi rất lâu, càng ngày càng cao, thế giới bên dưới càng ngày càng nhỏ. Dần dần toàn bộ 3.000 thế giới đều hiện ra trước mắt của đám người Diệp Húc. 3.000 thế giới, hình dạng mỗi một cái đều không giống nhau. Có cái giống như Ngọc Châu, có cái giống như Bảo Tháp, có cái lại giống như Ngọc Lầu, có cái giống như Ngọc Bàn, cũng có cái lại phảng phất như một ma thần 4 đầu 8 tay đem thế giới nâng ở trong tay, còn có cái hình dạng như đại Phật vô cùng kỳ diệu. Từ xa nhìn lại, hoa văn cấu tạo của những thế giới này cơ hồ có một loại đại đạo đạo lý trời sinh cất chứa bên trong, ảo diệu vô cùng. Đây là cấu tạo đặc biệt của thế giới trong từng vũ trụ, cất chứa đạo lý rộng lớn sâu sắc. Do đó cấu tạo của những thế giới này cũng thiên kỳ bách quái, nhưng đều là khí vận thiên thành. Diệp Húc trong lòng cả kinh, cẩn thận đánh giá, qua một lúc lâu mới từ từ nhổ ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói: Căn cứ theo hình thái cấu tạo của 3.000 thế giới, hoàn toàn có thể đúc tạo ra 3.000 loại vu báo. Uy năng mỗi một bộ vu báo đều vô cùng lớn, vượt xa cấm báo. Thấp thì cũng phải là cấp bậc thánh báo, hoặc có thể sáng tạo ra vô pháp uy lực cực lớn. Hễ ra tay, liền có thể đập nát trời đất này. Đâu chỉ là thánh báo, người nếu như có thể lĩnh ngộ được những hoa văn này thì cho dù là bảo vật cấp bậc thần vương cũng có thể đúc tạo ra được. Tây Vương Mẫu liếc hắn một cái, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, cười nói: Những thứ mà ngươi nhìn thấy chính là đạo văn đạo ngân của 3.000 thế giới, vô cùng huyền diệu thâm sâu, đồng thời cũng vô cùng khó lĩnh. Cho dù là thánh hoàng tiêu phí thời gian cả đời, e rằng cũng khó có thể đem số đạo văn đạo ngân này lĩnh ngộ hết được. Có thể lĩnh ngộ ra hết đạo văn của một thế giới đã là coi như không tồi rồi. Nếu như đem đạo văn đạo ngân của 3.000 thế giới đều lĩnh ngộ ra hết được, không phải thần vương thì cũng phải vượt cả thần vương rồi. Tu luyện đến cảnh giới thánh hoàng đã là bắt đầu chạm đến thiên địa đại đạo, đạo lý căn bản trong trời đất, lấy vu nhập đạo. Cũng tức là nói, chỉ có thánh hoàng có thể lĩnh ngộ những đạo lý, đạo văn, đạo ngân này. Còn nếu đổi lại là người khác, cho dù là vu hoàng nhìn thấy những đạo văn, đạo ngân này, e rằng cũng nghĩ mãi không ra, không cách nào lĩnh ngộ được đạo lý từ trong đó. Diệp Húc trong lòng chấn động, đánh giá kỹ lưỡng đạo văn đạo ngân của 3.000 thế giới, càng nhìn càng thấy huyền diệu, càng nhìn càng thấy phức tạp,
khiến hắn đắm chìm vào trong trạng thái như ngộ như không. Nhưng đạo lý cụ thể thì không cách nào mà lĩnh ngộ ra được. Ngược lại, nghiền ngẫm tỉ mỉ những đạo văn đạo ngân này khiến cho hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Điều này chứng tỏ tu vi cảnh giới của hắn chưa đủ. Đạo ngân đạo văn của 3000 thế giới đã vượt qua phạm trù mà hắn có thể hiểu được. Mặc dù vô cùng tinh diệu, nhưng lại không phải là thứ mà bây giờ ta có thể lĩnh ngộ. Hắn thở dài, không tìm kiếm sự huyền ảo của những đạo ngân đạo văn này nữa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 160 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 161.